chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn sứ Trúc Ly nha. Hôm nay là tối ngày 2 tây tháng 3 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con xin giới thiệu cặp án nha. Cặp án này củ to nè. Cặp này với giá là 180 nha. Tàn đẹp luôn. Vườn con gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhổ cây Việt theo nha cô chú anh chị. Nhổ cây Việt theo là con ship toàn quốc luôn á. Chỉ có một số tỉnh do ảnh hưởng của Covid-19 không có gửi được như là Hải Phòng với Bình Phước nha. Cây thứ nhất cái bộ cũ này rất là đã luôn. Cây thứ nhất này có 5 bo nha cô chú anh chị. Bo dài luôn nha. Bo dài ngang tay luôn cô chú anh chị mà đam mê chiếc jean á, cây này cũng về cũng có thể chiếc jean được luôn á. Cây thứ nhất nè. Củ rất là đẹp. Tàn đẹp luôn nha. Cây thứ hai hơi bị nhiều bo luôn. Cây này 8 bo nha cô chú anh chị. Hai cây này hoành tầm 50 á. Đây. Hai cây này với giá là 180 nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm án thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại của con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ vườn của con nha.